À, xin chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube à. Đó, hôm nay mùng 5 Tết nè, mình sẽ quay những cái mai giảo nhung mà. À, mặt bông mà. Mặt bông rất là đẹp á. Nó tròn trĩnh, nó dễ thương, nhiều cánh á. Giảo nhung á. Hoa đẹp á. Đây cây giảo nhung á, đây là hoa nở ngày hôm qua. Ừ, rất là đẹp á. Mặt hoa nè. Hoa nào xứng đáng hoa đó. Hoa đẹp á. Hoa rất là đẹp á. Đủ cánh. Hoa to. Nhão nhung mà. Thank you.
Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh YouTube của Quỳnh Long. Chúng ta này chúng ta xem cây mai nha. Thủ Đức ghép gốc tứ quý. Cây này ghép khoảng được 4 năm, 4 năm hơn chọc ghép nè. Nửa cùm tay, cây này chỉ ghép có 2 bo 3 bo. Cái hoành đây là 28, tán ngang cái đầu đóng 3 bo vô, chê bộ đế bông. Bông nó 5 cánh 6 cánh cũng có. Năm sáu cánh cũng có. Thủ Đức à. Này, chúng ta xem cây mai đa phúc á. Trồng đất mà hoa đẹp á. Đa phúc à. Đây là cây mai giả đồng tiền. Hoa chùm chùm luôn á.
chùm chùm luôn á. Nhiều cánh à. Là cây mai giáo đa phúc à. Bông lớn lớn không ạ? À? Bông bự bự không? À, là cây giáo nhĩ cam á. À, bông bự bự không à. Nhĩ rất là đẹp. Nhĩ cam đậm. Là cây Phú Tân. Cây Phú Tân à. Rất là đẹp, màu đậm. À, màu đậm bông bự. Phú Tân này. Chùm chùm luôn. Đây, này cây giảo cánh xếp Cần Thơ. Hoa đẹp á. Thank you.
Cái giảo cánh tròn á. Rất là thơm à. Cánh tròn. Hoa tròn khít. Rất có duyên à. Cây cúc bi bông đẹp. Cục cục luôn á. Đổ bông này. Cúc bi. Cục cục luôn á. Tiếp tục cây Phú Tân này. Nguyên cây luôn này. Bông bự bự không á. Bông bự chán luôn. Phú Tân này. Rất là đều quá. Từ gốc tới ngọn á. Này cây Thủ Đức à, ghép câu năm này. Ông bự không á. Đức à.
bự bự không à. Chắc trồng là đất. Đất. Bông rất là đẹp á, bông bự đẹp á. Cái thủ đất á, bông bự bự không. Này cây giả Phú Yên à. À, bông màu đậm, bông bự màu đậm á. Bông bự bự không á. Phú Yên. Chùm chùm luôn. Đà Phúc á. Này cái Đại Lộc ha, bông bự bự không. Đại Lộc ha. Bông bự nhiều cánh. Đại Lộc ha. Rất là đẹp á. Ông bự bự không á. Cây thủ đức á. Cây giảo cánh xoắn đọt đỏ. Cánh hoa đẹp.
kè Thọ Hương, cốc Tứ Quý, chậu Chín Tất Lọt Lòng. Hoa vàng lá đỏ nhìn rất đẹp. Nhìn cây ấm áp, sâm tụ, lá đẹp, đọt đẹp. Cây Phú Tân hoa đẹp. Nguyên cây luôn á. Cây mai cánh tròn, giáo cánh tròn rất là đẹp. Đức đẹp, gốc Tứ Quý. Ghép chung với Đại Lộc, chuẩn hoa rất đẹp. Cây Giảo Nhung, hoa rất đẹp. Giảo Nhung chung với mài trắng. Thọ Hương không bự bự không. Này cây Đa Phúc ha, bông bự chùm chùm luôn. Cây Phú Tân hoa rất là đẹp á.
màu đậm cánh xoáy đẹp á, màu đậm. Cây thọ hương á. Cái bông sao bự bự không ạ? Dạo cánh tròn, cánh rất có duyên. Có duyên lắm. Chùm chùm luôn. Thọ hương à, quá sức à. Như bông giá vậy. Đây, cây mai cánh xoắn đọt đỏ, cánh hoa xếp rất đẹp. Chùm chùm luôn á. Phú Tân à. Hoa trậu rất là đều. Dạo cánh xếp Cần Thơ. Thọ hương à. Thọ hương à.
chùm chùm luôn. Đồng tiền Mai Cúc Phượng à. Cúc Phượng á, đậu chùm chùm luôn. Hoa nở nè. Chùm chùm luôn á. Giống này trậu đều quá. Mới ghép à. Mấy tháng à, nụ nhóc trơn à. Mai dảo siêu bông à. Siêu bông à. Cái cúc dạng phúc á, bông bự. Dạng phúc á. Dòng lá đỏ. Lá đỏ à. Lá đỏ. Lọc á. Không bự bự không à.
nhiều lắm rồi. Mấy ngàn cái bông, cái nhỏ thôi nè. Lư luôn. Phú Tân, Đà Phúc. Thảo Hương. Đà Phúc à. Chùm luôn. Hương á.
Thủ Đức à. Ông bự. Xương bên trên à. Thủ tăng đều quá trăng. Cái thủ tăng này màu rất đậm, gốc mai vàng mà màu đậm như cái quý vậy. Ông bự.